em đi IT nhà chị quyết tâm lắm. Kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Quyết tâm đến cuối. Giai đoạn dịch Covid-19 lần thứ tư tại Hồ Chí Minh hết sức nặng nề. Mọi thứ đã tưởng như ngừng lại khi có chỉ thị 16. Mùa dịch rất là khó khăn, nhưng mà tất cả các anh chị trong văn phòng Hồ Chí Minh 5 luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, luôn luôn giữ một cái tinh thần là sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó và quyết tâm đạt được MDRT của năm 2022. Thật ra là tháng nào thì văn phòng cũng cần cái doanh số, thì có những lúc tụi chị phải kêu gọi và vì cái tinh thần tập thể và mọi người hết sức cố gắng để đạt được cái mục tiêu chung. Tập trung cao độ, quyết tâm đến cái mục tiêu của mình, nhiệt huyết dù ở trong nhà cảnh chị luôn luôn hỗ trợ và là cái điểm tựa cho người thân của mình. Chị luôn lo lắng cho rủi ro của khách hàng để cùng khách hàng vượt qua cái thời điểm khắc nghiệt nhất. Và điều gì tốt cho người dân Việt Nam là điều tốt cho AA Việt Nam. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của AA đạt được trong rất nhiều năm qua. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Để hỗ trợ các anh chị trong chặng đua nước rút còn 90 ngày này, công ty đưa ra rất nhiều chương trình thi đua hấp dẫn, các sản phẩm mới cũng như chương trình quà tặng cho khách hàng để mà hỗ trợ các anh chị. Anh chị và các bạn thân mến, đối đầu với thử thách khó khăn chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta rèn giũa được ý chí, nghị lực, sự kiên nhẫn và cả lòng quyết tâm qua từng ngày, từng tháng và từng năm. Tôi tin tưởng vào trình độ chuyên nghiệp và quyết tâm to lớn của lực lượng MDRT với cái truyền thống phát triển số lượng MDRT hàng đầu tại khu vực Hồ Chí Minh mỗi năm. Chúng tôi chắc chắn sẽ duy trì cái kết quả này nhiều lần nữa. Ai gây MDRT là máu thịt, là mục tiêu phấn đấu của tụi chị quyết tâm hoàn thành tốt, đó là một lời cam kết. Tôi quyết tâm trở thành MDRT trọn đời tại AAA. Tôi cùng ban giám đốc công ty chắc chắn và cùng cam kết với nhau sẽ ở bên cạnh tất cả các bạn trong giai đoạn rất thử thách này để chinh phục năm 2022 và chinh phục mục tiêu MDRT. Cam kết quyết tâm giữ vững tinh thần nỗ lực hết mình, các bạn đã sẵn sàng chưa? COT của năm 2022, hãy chờ tôi. Sẵn sàng chinh phục. Sẵn sàng chiến thắng. MDRT 2022. Oh yeah. Xin chào các bạn. Are we ready for a big close for 2021? Our MDRT AA group is number one in the world. So for AA Vietnam, it's really important. Chăm ban chăm tập trung, kiên cường và bền tâm. Good luck and have a strong close for 2021.